quay đầu không? Cô quay đầu xin xò không? Cô quay đầu xin xò không? Rồi nhả ra, nhả ra, nhả ra. Ủa? Thôi được. Kệ kệ. Sao phải, sao phải. Sao phải bên này. Ừ. Đây nó cắn rồi này. Cắn rồi này. Thằng trái, thằng trái. Ủa? Sao trái bên nào? Ờ. Tự nhiên sao trái bên này, sao mà tưởng vậy? Hả? Ôi nhìn sao? Thôi cho người đây giữa. Ủa đi đâu đây đó? Thì phải lái thẳng chứ. Lái thẳng này. À đúng rồi nhỉ. Thở ơi thở này. Sao phải đây, sao phải. Thôi nhả ra. Nhả ra không cần không, không cần bắn nữa, ngồi yên. Đây như thế này. Sao phải, sang trái, sang trái. Rồi. Nhầm, phải trái nhầm luôn. Đây là một hoa anh đào là cái cành này cuốn lên xuống ở đây. Sao phải? Đây trái. Ôi vẫn phải trái chút này. Cái tôi mà. Nhanh nhanh. Rồi đứng đi anh. Đó là để buồn vừa lắm bạn này. Cho lại vào đấy nhỉ. Để buồn lại, con tay á. Con tay vào đấy. Rồi. Tay đi ra. Thôi. Mình con đâm vào chân cầu đấy. Đâm chân cầu mà. Chân cầu thì nó phát vào bờ, làm sao mà đâm được? Máy đâm. Máy. Dạ, thì xem cái này là sao được cao được máy. Đố. Nhìn chân chưa? Chân mẹ dưới chân chứ. Giờ đến lượt mẹ. Ờ. Nào. Yeesh.
Chứ không mình nào vậy đó. Chứ không mình này không vòng này. Đây, ngồi đấy. Đạp đi. Kia đi, ra kia xem chuồng thiên nga kìa. Đấy, ổ không thiên nga. Không phải xem. Tín, đạp đi không? Đạp đi, đạp ngồi đi. Đây đạp. Xong đạp, ngồi đến chân mũ đạp đi thôi thôi. Đừng lấy để lắc lử ghê, kinh nhiên ở kìa. Giờ con thiên nga kìa, kìa kìa kìa. Cứ vòng lại đi. Vòng lại xem nha. Vòng, vòng, vòng. Quá. Nóng quá. Sao nó vẽ xăng ở trong kia nhỉ? Trong kia cũng còn nhỉ. Nga, không người ta phải tránh không nhỉ? À, hiểu sao người ta phải tránh nhỉ? Kìa, con thiên nga kìa. Ờ, thì mẹ ơi, con nhỏ biết thằng hoa không? Không vẻ lắm nhỉ. Bởi vì thuyền này mà có con nga thiên nga ở đây nhá. Đi bộ đây. Nó bơi xô và nó đấy. À, xô nó nên nó không... Về này có biết được chiều à? Sang phải, à sang trái, sang trái. Đi đằng kia thôi con. Ừ, cấm đi rồi. Đi qua cầu về đằng kia. Kia, đi thẳng chéo vào kia nhá. Chéo vào bên đó. Sang phải, sang phải.
phải nào? Mình, phải mình, phải mình đi thẳng lên cái đầu mũi đầu cái đầu kia, mình quay lại mình ra. Tao có rửa xe rửa hết áo như này. Thằng tay. Đi thẳng. Đi thẳng đi đây. Phải cái đấy không còn. Đây. Nhìn cái đầu tàu này. Mình nhìn đầu tàu nghiêng bên nào thì mình. Đi thẳng rồi đi. Đi thẳng rồi. Đây bữa này kiểu sao nhỉ? Con nhìn ở đây, đâu con nhìn ở kia là con biết. Bữa thứ này là 2 phút bữa đạp liên tục ấy. Nhìn đơn giản đâu. Nhìn cái ngôi sao này mà biết. Trắng như cây chưa ra. Ngôi sao không phải. Thôi đi. Trắng chưa? Không 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 mặt của chúng cho cái mặt đấy, đấy. Sao ạ?
Ok. À đây, ba mẹ con. Đấy, đấy, đấy. Con lên bờ nha. Bây giờ kem kìa thỏ ơi, là chỉ có kem kìa, đi mua kem cái thỏ ăn đi. Cái tụt kia thôi. Sang phải, sang phải chỗ kia, chỗ kia mà chỗ chả thuyền. Đúng rồi, chỗ đấy mà chỗ chả thuyền. Còn như là cái miền tàu lái thuyền vào chỗ. Chỗ nào cũng được hết á. Sang phải. Nó đang quay rồi này, nó đang quay này, mình bị bật này. Đấy, thấy không? Cũng bảo không nghe, nó không bật này được. Có thể đi thẳng cũng được, đi thẳng trên vòng vào là vừa. Đi thẳng đấy. Thẳng, đi thẳng này. Thẳng này, thẳng cái đầu dầu, thẳng. Nhiều thuyền chứ kìa thôi, nhiều thuyền chứ. Câu tút chết, câu tút chết. Đầu lưỡi mình nói cứ như là giọng rồi. Nhi câu tút chưa? Nhi xích đu chưa? Hả? Xích đu gì hả? Thuyền chưa trôi mất tầm kìa. Má chưa thấy cái xích đu là thuyền. Thuyền kìa. Thuyền bị trôi mất tầm kìa. Thuyền bị trôi mất tầm kìa. Mày thả lên chứ? Ờ đúng rồi. Chưa đấy. Nó trượt mất. Ừ. Anh nghe thả. Ừ. Bình tĩnh đi. Về em lên. Thế rồi mà. Nó ra đi rồi mà. Ok, thôi con, đi hết đi. Mình quên thêm đi chỗ này lắm, hay à. Mình đi nữa đi. Đi nữa? Đi bao nhiêu cái? Thế đấy. Đi bao nhiêu cái? Đi bao nhiêu cái? Hả? Cái là bao nhiêu cái? Đây, hồi chơi gì kìa?